Sáng nay thì anh em mình đang có mặt tại ngã tư Ông Dèo của chợ mới Hòa Thuận, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đây chính là cây cầu sắt ở ngã tư Bông Dèo, chợ mới Hòa Thuận nha các bạn. Ở bên xa xa đó, đó chính là cống Ông Dèo. Cầu này nói chung là nó cũng hẹp, nó cũng không có rộng nha các bạn ơi. Vừa đủ khoảng tầm 2 chiếc xe Honda chạy thôi. Ở phía xa xa đó là nhà đám. Hôm nay mình có dịp cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Ba Hoàng về đây để phục vụ cho bà con nha. Ở đây là cái ngã tư Ông Dèo. Thì xích lại này chút xíu, có cái cầu sắt bắc ngang. Nếu mà cả nhà đi qua cống Ông Dèo, xuôi theo con sông này về đó, thì mình về chợ Ba Hồ, về Gò Quao được nha. Còn nếu mà từ chỗ cái cống Ông Dèo này mình đi ngược về lên đây thì mình về Công Binh, mình ra Vị Thanh này nọ được nha các bạn. Đây là khung cảnh lúc 5 giờ sáng. Đám bữa nay thì là ngày mùng 5 nên là ra cũng cái giờ nó cũng hơi đặc biệt hơn so với những cái đám bình thường mình đi nha. Bình thường mình đi là đa số nằm tầm 8 giờ ăn lên, nhưng mà đám này thì để trong bản gốc phó là 5 giờ nha các bạn. Thì bên trong thì mấy anh em bên dịch vụ đang múa pháo hoa, nghe nói là để trong bản gốc phó 5 giờ nhưng mà thực tế là khoảng 5 giờ 40 mới tiến hành cho ra nha. Ở đây thì gần ngay vật liệu xây dựng Ba Hùng luôn các bạn. Bây giờ là mình sẽ tiến vào bên trong đám, mình sẽ quay cảnh mà dịch vụ mai táng của trại hòm Ba Hoàng phục vụ cho các bạn nha. Ôi, vật tư nông nghiệp, nãy mình đọc vật liệu xây dựng, xin lỗi cả nhà nha. Phía trước để cờ tang, nhưng mà mình không có đi đường ở trước, mình đi đường ở phía sau. Anh em càng tay thì phục vụ rồi. Đây là cảnh múa pháo hoàng đánh quỷ trong tang lễ miền Tây quê mình nha các bạn. Quá wow. Rồi luôn. Trời ơi, ghê quá rồi. Có sao không? Máu màu. Ông bắt bài rồi trời. Ta có cái bài đó, ông bắt bài rồi. Có sao mày vô vậy? Máu màu. Mấy nhỏ kìa, coi kìa. Đây là bên trong. Có sao mày? Nghe tao hỏi, mày đó đây làm gì vậy mày? Cướp cổ quan tài à? Mày cướp được cổ quan tài với ai? Bên đây là phía bên trong ở nhà khách lễ tang nha các bạn. Ah.
chạy ơi, chạy hai mọi ơi. Nhìn đây nè, thấy mấy chị trong nhà đẹp quá, nhìn hoài nhìn vô chắc nhục tai té xuống thấy bà rồi, bây giờ đi chào chị. Chắc chắc ra. Liêm 1 2 3 là hãy xuống nha. Một. À dưới này em phải không? Đó. Má hãy xuống nè. Trời ơi. Trời ơi. Là bà gái không? Bắt con kỹ vậy, cái gì vậy? Trời. Mới mở quần ra. Làm chú lẹ mày. Ê chết. Trời ơi, ngồi cái gì chứ? Chậm chạp. Nhẹ nhẹ quá vậy. Trời ơi, nguyên cục kìa ông nói. Thôi diễn đàn đàn ra nó béo rồi. Em muốn để ra rồi hay. Ông phải nói rồi. Đi chỗ kia vô quá trời vô kìa. Ông phải nói đâu nội. Đi nhẹ nhẹ không? Sao nó dữ vậy mày? Dữ kìa chết. Mày đây chứ. Anh nhau mà còn bóp kêu tít tít nữa. Bà con của bác ơi. Nãy giờ bà con cũng chứng kiến rồi. Có quýnh nhiều chó. Quýnh nhiều con không nè. Rồi cái chiếc giỏ để mà chở đồ đặc biệt là những cái đám nào mà trên sông nữa bạn. Đó giờ mình không có xuống dưới đây đâu. Sông đây nước nó chảy quá xiết luôn. À, đó chính là cái cầu sắt để mình nối liền từ bên xong bên đây qua bên kia. Bên đây là của thuộc về Hòa Thuận. Bên đó nó giáp ganh giữa Gò Quao với Dòng Ghiền đó các bạn. Vĩnh Hòa. Vĩnh Hòa Hưng. Đúng rồi. Hướng đó thì đi về Ba Hồ, về huyện Gò Quao. Còn đi ngược lên hướng này chạy về đó là về Công Binh. Giữa Dòng Ghiền, Gò Quao với thành phố Vị Thanh luôn. Đây chính là cái điểm giao thoa. Lẹ đi. Chú kia chết. Mày lại chăn chú chủ giờ Ba Hoàng không? Không. Chủ giờ Ba Hoàng ơi. Tai nạn nghề nghiệp. Lỡ đi theo bò lúc cũ. Cho xin hộp đẹp đẹp giống như ở trong nhà nha. Chứ chạy ra điệu ở sạch á. Mua cái máy lạnh gắn vô chứ chịu không nổi đâu. Không nổi ơi. Hầm lắm. Quá trời kiến luôn. Sắp sửa tới giờ ga thì anh em bên dịch vụ cũng dọn dẹp đồ ở bên trong, những cái đồ nào không cần thiết thì mình dọn ga mình mang xuống giỏ luôn.
rồi sau đó là sẽ dọn nhà gạp nha các bạn. Nhà gạp này thì anh em đã bắt đầu chuẩn bị dọn luôn rồi. Sau khi quan tài ra khỏi nhà thì nhà gạp này cũng dọn dẹp xong hết luôn nha. Chính là cái nơi mà để anh em mình quá trang biến hình nha các bạn. Cứ vài phút cái là biến hình ra người khác, cứ trang phục khác là biến hình ra người khác, dây khác. Đây chính là cái nơi mà anh em mình biến hình nha. Chuẩn bị ra khỏi nhà nha các bạn. Đưa cũng cách 400-500 mét. Đưa lên giỏ máy nha. We'll be right back.
anh á. Kéo ra quá ổng luôn. Mình đi bảo đây. Đây hết chỗ ngồi rồi. Để bỏ đi chắc ăn không? Cần lót gì lót để ngoài. Đây là chủ trại thôi nha nè. Anh Ba Hoàng. Trong bột dây đó cậu ơi, cái bột cái nhỏ nó cái bên kia nó cái. Tới nữa. Tới nữa mày, tới nữa. Tới nhỏ mình á, bỏ nhỏ nó ra đi. Đẹp bánh lái rồi. Dựng lái của chiếc kia á, dở cái lái của chiếc kia lên thử coi. Cái láp lá máy. Dạ. Gọi dướng ở đâu đây nè. Lên tim mỏng mỏng nè. Ghê chưa? Ồ ok. Quá dữ rồi. Thôi thuốc chài. Rồi, đồng người đưa tang thì sẽ đi bộ nha. Cảnh buổi sáng của cống ông Dèo ngay ngã tư chợ mới ông Dèo luôn nha các bạn. Cái mới vừa chọi cái miếng vừa xuống sông đó chính là cái chỗ ghé máy của anh em bên dịch vụ mình nha. Cái hướng này đi vô chút xíu là tới chợ mới Hòa Thuận đó cả nhà, chạy khoảng 3-4 cây à, về Ngọc Hòa, về thị trấn Nhông Quyền luôn, đường này gần nhất.
Rồi, anh em đầu thì đang chờ để lên quan tài nha. Để mình chạy qua đó để mình quay tiếp tục cho anh em xem. Cuối cùng mình cũng đã đến nơi. Và bây giờ là xem anh em mình lên quan tài nha các bạn. Cận sông nước miền Tây thì nó khó được liên lạc. Khi đưa quan tài xuống giỏ là một chuyện khó, và nhắc lên là một cái chuyện cũng không dễ nha. Đó chính là cái nơi ăn táng cho ông nha. Nhỏ gì đấy cháu gọt. Ở dưới đó thì nó không có được trọng nha, nó rất là chặt, không có cái chỗ mà mình nếu mình bám nữa mà. Người đông thì cũng không làm được, người ít thì làm không đủ, mình phải biết cái thế. Càng lên đây thì cái diện tích nó nhỏ lại, cái diện tích của cái giỏ thì ngay cái khúc giữa nó mình to ra, còn hai đầu, đầu trên với đầu dưới thì nó nhỏ xíu à, nên là nó bị kẹt trên đây nè, cũng khó lên. Ok. Yêu cầu lên đây chút xíu thì anh em sẽ có thế này. Mặn lắm nha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ là hành trình là đưa quan tài từ ở cặp máy sông lên cái chỗ an táng nè. Hồi nãy thì mới vừa lên từ một cái chiếc giỏ lại.
Sư cô tổng muốn cây
đừng lên nữa. Chỉnh nghe đi, chỉnh nghe đi. Kết cái giọng rồi. Rồi, nút ghê cho giống. Nút chè đó. Nút văng luôn kìa. Nút chè đây nè trời. Rồi đứa nào có tán em. Vô. Trời nhìn này la dữ trời. Rồi. Nghe rồi. Ồ vậy chứ khổ gì ghê. Rồi bên trong phần còn lại của sư cô với gia đình làm lễ mở cửa mã, rồi sau đó dắt vong vào bên trong, rồi anh em xây tô sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là xây tô. Đoàn người thì lặng lẽ rời bước ra về luôn nha các bạn. Vậy là xong một khúc người rồi đó. Cũng về luôn. Cậu 6 cậu 6.